Xin chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của chúng tôi. Hôm nay, chúng tôi xin được nói thêm về các tuổi hợp kết hôn với tuổi Mậu Dần 1998 nữ mạng. Trong việc kết hôn, hay chọn lựa người để trao thân gửi phận, muốn sống một cuộc đời đầy đủ, có thể tạo nên cơ nghiệp và hưởng được sự sung sướng trên đời. Bạn cần nên kết hôn với những tuổi sau đây, rất hợp về vấn đề tình duyên mà còn hợp về đường tài lộc nữa. Đó là bạn kết duyên với những tuổi Kỷ Mão, Quý Mùi, Ất Dậu, Đinh Hợi, Đinh Sửu và Ất Hợi. Nếu bạn kết duyên với tuổi Kỷ Mão và Quý Mùi, cuộc sống được thêm phần sung túc, về phần tài lộc được đầy đủ và cuộc đời có sự sung sướng hoàn toàn. Với tuổi Ất Dậu và Đinh Hợi, hai tuổi này có cơ hội phát triển về công danh sự nghiệp, cuộc sống được hoàn toàn hạnh phúc và êm đẹp. Với tuổi Đinh Sửu và Ất Hợi, cuộc sống được đẩy mạnh đến chỗ giàu sang phú quý, còn cái được sum về hạnh phúc. Nếu bạn kết duyên với những tuổi này, cuộc sống bạn chỉ có thể tạo được một cuộc sống trung bình mà thôi. Vì các tuổi sau đây chỉ hợp với tuổi bạn về đường tình duyên mà lại không hợp về đường tài lộc. Đó là các tuổi Canh Thìn, Nhâm Ngọ, Bính Tuất và Bính Tý. Nếu bạn kết duyên với những tuổi này, bạn có thể sẽ không tạo được một cuộc sống hoàn toàn đầy đủ và suốt cuộc đời chỉ sống trong sự nghèo nàn và đau buồn, không vượt lên được một sự may mắn. Đó là bạn kết hôn với các tuổi Mậu Dần và Giáp Thân. Hai tuổi này không thuận với tuổi bạn về đường tình duyên cũng như về tài lộc. Những năm này rất xung kỵ với tuổi bạn, không nên kết hôn vì kết hôn bạn có thể gặp cảnh xa vắng trong cuộc đời. Đó là những năm mà bạn ở vào tuổi 20, 26, 32, 38, 44, 50 và 59 tuổi. Tuổi Mậu Dần sinh vào những tháng này sẽ có số đa phu hay có phần đa đoan về việc chồng con. Đó là sinh vào những tháng 1, 2, 4 và 5 âm lịch. Những tuổi đại kỵ. Trong cuộc sống, có những tuổi đại kỵ đặc biệt, đó là các tuổi sau đây, không nên kết duyên, giao dịch hay làm ăn. Cuộc đời có thể sẽ bị tuyệt mạng, hay gặp cảnh biệt ly, hoặc gặp tai nạn bất ngờ. Đó là các tuổi Tân Tỵ và Quý Tỵ. Gặp tuổi kỵ trong việc hôn nhân phải nên âm thầm, đừng nên làm lễ hôn nhân, hay ra mắt bà con thân tộc một cách linh đình. Gặp tuổi kỵ trong việc làm ăn thì đừng giao dịch nhiều về vấn đề tiền bạc. Trong vấn đề con cái hoặc bà con thân tộc thì phải cúng sao giải hạn hàng năm cho cả hai tuổi thì mới có thể ở gần nhau được. Chúng tôi hy vọng những chia sẻ trên sẽ mang lại cho các bạn những kiến thức bổ ích và lý thú. Nếu các bạn có bất kỳ một mối quan tâm, một ý kiến đóng góp hay thậm chí một lời phàn nàn nào đó, các bạn vui lòng comment phía dưới video này, chúng tôi luôn luôn lắng nghe, sẵn sàng đón nhận và cảm ơn chân thành đến các bạn. Xin các bạn hãy giúp đỡ chúng tôi bằng cách nhấn vào nút đăng ký, like, share để kiến thức được lan tỏa. Cảm ơn chân thành đến tất cả các bạn.